Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Động thái của Angela Baby khi hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh có biến lúc nửa đêm. Đây là lần đầu tiên Angela Baby có phản hồi một cách trực tiếp về tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby bị dính tin đồn ly hôn rất nhiều trong những năm gần đây. Họ không còn ngọt ngào như thuở mới kết hôn, thường xuyên không ngồi cùng nhau khi tham gia sự kiện, và điều này làm dấy lên những đồn đoán từ bên trong. Vào ngày 10 tháng 11, bất ngờ có thông tin Huỳnh Hiểu Minh đăng tin ly hôn chính thức trên Weibo vào đêm muộn. Ngay lập tức netizen xứ Trung bàn tán xôn xao. Bài đăng của Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều người hoài nghi về cuộc hôn nhân của họ. Rất có thể cả hai đã ly hôn và Huỳnh Hiểu Minh không cứu vãn được. Sau đó, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby chính thức ly hôn, khiến netizen bàn tán sôi nổi. Thực tế, tin đồn ly hôn của họ đã xuất hiện từ rất lâu. Cả hai đã từ lâu không xuất hiện chung khung hình công khai, khác hẳn với màn thể hiện tình cảm điên cuồng thuở mới cưới. Kể từ khi công khai tình cảm, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh không có gì phải kiêng dè. Họ cùng nhau tham gia các chương trình tạp kỹ và đóng phim tình tứ thắm thiết. Chỉ trong 2 năm gần đây, mối quan hệ của họ mới trở nên rối ren. Họ hiếm khi tương tác, thậm chí khi đi dự tiệc cũng không ngồi cùng nhau. Rất hiếm các cặp đôi nổi tiếng làm như vậy, bởi người ngoài sẽ suy đoán về cuộc hôn nhân của họ. Về cuộc hôn nhân của mình, Angela Baby đã đưa ra câu trả lời trong phần mới nhất của Keep Running. Trong chương trình, mọi người tham gia một trò chơi, trong đó khách mời phải tìm những người mà họ biết trên bản đồ, chụp ảnh họ rồi gửi cho người ấy. Người ấy xác nhận thì thử thách mới thành công. Thật tình cờ, Trịnh Khải tìm được ảnh của Huỳnh Hiểu Minh. Anh vui vẻ tự nhủ, đây là anh Hiểu Minh, tôi có thể gửi cho anh Hiểu Minh được không? Không ngờ Baby đang làm nhiệm vụ bên cạnh nghe thấy. Cô trả lời rất tự nhiên, em sẽ bảo anh ấy không nghe cuộc gọi của anh. Cô nàng có biểu cảm ngượng ngùng, ngọt ngào như đang làm nũng vậy. Câu nói tình cờ của Angela Baby đã ngầm xác nhận mối quan hệ giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh vẫn rất tốt. Màn thể hiện tình cảm của cô nàng trong chương trình cũng được trực tiếp phủ nhận tin đồn ly hôn trước đó. Từ câu nói của Angela Baby cũng có thể thấy, Huỳnh Hiểu Minh rất nghe lời vợ. Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh từng nhiều lần tuyên bố muốn có thêm một cô con gái. Tin này đã gián tiếp phủ nhận tin đồn bất hòa tình cảm. Ngày nay, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh ngày càng kín tiếng trong mối quan hệ. Có lẽ để bảo vệ sự riêng tư cho tiểu bọt biển, lần này Angela Baby vô tình thể hiện tình cảm với chồng và điều đó đã đập tan tin đồn ly hôn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.